Dạ, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành với các bạn trong một video tiếp theo hôm nay về Nha Trang. Hôm nay là buổi tối ngày 28 tháng Chạp âm lịch thì còn 2 ngày nữa là tới Tết rồi. Ngày dương là ngày 7 tháng 2 năm 2024. Vị trí này là công viên Sứa. Trang trí cũng đẹp rồi. Đây là chạy dọc trên đường Trần Phú này, bắt đầu là sẽ có những cái chậu hoa như thế này để chào đón năm mới Giáp Thìn 2024. Với hoa cúc và hoa dạ yến thảo là chủ đạo cho những cái vòng hoa. Đoạn này là gần với nhà hàng bốn mùa, cũng như là đối diện là bên tay trái là tòa nhà Havana. Một đây là gần hai cái club, là cái Paradise Club và cái AK Club. Đây là một trong những cái điểm sôi động về đêm ở Nha Trang, dành cho những du khách, những ai thích sôi động. Con đường biển Trần Phú này, con đường tuyệt đẹp, con đường triệu đô. Đây, chỗ này cũng có một cảnh trang trí hoa nữa. Trăm năm thành phố Nha Trang 1924-2024. Đẹp quá. Khoảng dọc trên tuyến đường Trần Phú là có những cái chậu hoa như thế này. Giờ này 10 giờ đêm nữa rồi, khuya rồi, nhưng mà đường phố cũng còn xe rồi, du khách họ vẫn còn đi vào. Khách sạn Serapin, góc đường Nguyễn Chánh và Trần Phú ngày nay. Nguyễn Chánh năm xưa là con đường Nguyễn Tri Phương, Trần Phú năm xưa là đại lộ Duy Văn. Ở vị trí này cũng có trang trí hoa nữa nè quý vị. Chỗ này trang trí kiểu khác nè. Xuân Giáp Thìn 2024 cũng là chủ đạo là hoa dạ yến thảo và hoa cúc, nhưng mà cách trang trí nó khác. Đây góc ngã ba của đường Lý Tự Trọng và Trần Phú ngày nay. Lý Tự Trọng năm xưa là con đường đá Bá Đa Lộc. Là tòa nhà Diamond Bay, cũng như là phía dưới là trung tâm thương mại Nha Trang Center. Giờ này còn ăn uống các món thức ăn nhanh sát chicken bên tòa nhà Diamond Bay. Bên cạnh tòa nhà Diamond Bay này đó là tòa Gold Coast cao 40 tầng, 2 tòa thấp đôi. Bên tòa nhà này cũng trang trí hoa rồi, nhộn nhịp lắm. Trước em cũng có quay vì xem rồi. Mấy bên này là con đường Lý Tự Trọng, bên hông của tòa nhà. Chúc mừng năm mới. Họ trang trí hoa với những chú rồng, gia đình rồng rất dễ thương rồi. số bên tòa nhà này là họ trưng bày cúc mâm xôi, nó hoàng thực hết cả khu luôn vậy đó. Rồi kèm vào đó là hoa giấy, ngồi cúc mâm xôi ra thì còn có hoa giấy nữa. Phía dưới của tầng 3, tầng 4 ngôi nhà, tòa nhà này là cũng có siêu thị Lotte. Khách Hàn Quốc họ cũng đi siêu thị này nhiều lắm. Một số thì vẫn lên siêu thị ở trên đường 3 tháng 10. Còn những ai thích mua ở trung tâm thì ở siêu thị này. Đây, chỗ này là những chú rồng họ trang trí ở phía trước. Tòa nhà là trang trí hai chú rồng rực rỡ nổi bật. Phía dưới là rất là nhiều những chậu cúc mâm xôi. Concourse Shopping Mall. Giờ này cũng khuya rồi cho nên vắng. Thường ở khu vực này đi sớm sớm thì mọi người tới đây chụp ảnh nhiều, chụp ảnh Tết ấy. Chỗ đó nó đẹp thôi. Tòa nhà Concourse năm nào cũng vậy, thu hút người dân, du khách tới chụp ảnh Tết. Ở đây là những cái nền của đường Trần Hưng Đạo, đi thẳng qua bên kia sẽ là con đường Baxter hướng xuống công viên Nguyễn Phi và công viên Thiếu Nhi. Khu vực của hội Hoa Xuân ở phía dưới của công viên Thiếu Nhi và công viên Yến Phi. Em đang đi đây là những hình ảnh của đường Giesen này. Đường Giesen, khu vực gần của bệnh viện Đa Khoa tỉnh. Trên con đường Giesen này cũng có bắn hoa nhưng mà đa số là nằm ngay góc của đường Lê Thành Phương ấy. Con đường Lê Thành Phương với góc Lê Thành Phương và Giesen là có bắn hoa nhiều. Đây, chỗ này cũng có hoa nè, hoa cúc mâm xôi, cúc đại đó và khoai lê. Mấy chậu này cũng lớn, cao, ho rất là cao. Ho cao thì chắc chắn nó cũng cao tiền. Ho thấp thấp nhỏ nhỏ thì thấp tiền. Đây có vạn cọ với màu gà. Rồi Quốc mà. bên con đường Quang Trung cũng có bán hoa. Mỗi năm em thấy có hoa nụ tầm xuân với hoa mai, năm nay cũng có hoa mai. Nụ tầm xuân năm nay có vẻ như hơi ít người bán, nay chủ yếu hoa mai nhiều, rồi hoa đào cũng nhiều, hoa cúc, hoa quất cũng nhiều, hoàng thọ cũng nhiều. Thì riêng nụ tầm xuân thì ít hơn so với mấy năm trước. Phía trước là giao giữa đường Gia Sen với con đường Lê Thành Phương này. Ngay góc bên kia là họ bán rất là nhiều hoa. Hoa chạy dọc xung quanh này, từ bên Lê Thành Phương hướng ra vòng xoay ngã 6 cũng như là hướng đi lên bên kia. Phồng xôi với cúc đại đó, nhiều hoa mai nữa. Khu vực này là hầu như là màu vàng không. Bên này thì ít người biết, đa số mọi người dạo khu trung tâm không. Vì mọi người mà dạo khu trung tâm không thì đường Thái Nguyên với đường Lê Thánh Tôn không là đã có sự lựa chọn để mua rồi, cho nên mấy bên này ít người biết lắm, ít người dạo qua đây. Bên này thì nó không có nhộn nhịp bằng trung tâm được. Ở dọc đây là khu vực của xây dựng, chuẩn bị xây dựng Thiếu Nhi vẫn đang thi công, đang làm móng. Bước đây đẹp, bước đây chậu, cái chậu này chắc tầm cả 500. Giờ này mọi người bắt đầu nghỉ ngơi, đi ngủ, thì có những con người thầm lặng về đêm khuya bắt đầu là dọn vét rác để giữ cho thành phố lúc nào cũng xanh sạch đẹp. Đặc biệt là tuyến đường Trần Phú là cái tuyến đường trung tâm, tuyến đường biển lúc nào cũng sạch sẽ. Du khách đến với Nha Trang là thành phố xanh sạch đẹp, thành phố biển mát mẻ thơ mộng. Bên Viettravel thì vừa rồi họ cũng đang có cái chiến dịch gọi là phát động cái phong trào du lịch xanh Nha Trang. Là vòng xoay Mã Vòng, cũng như là bên cạnh là cây xăng Mã Vòng, một trong những cây xăng lớn nhất ở Nha Trang. Đó, đoạn vòng xoay có bắn hoa luôn rồi, hoa giấy đẹp ghê luôn, giấy mấy cây cây bưởi, mấy cây bưởi bonsai. Cái chậu để 5 triệu luôn. Vật dụng nhà bếp quá trời người mua luôn rồi. Đồng hồ rồi nữa nè. Ổ quần binh, quần heo, đồ chơi cho trẻ em nữa. Tàu tennis rồi, bóp ví rồi nữa. Rồi cây mấy cái cây lâu trần nhà nè, dép đồng giá 35k, đồ chơi 39k. Những bóp chén là quá trời nè, ấm, ly, bình bông. Hoa vải nè. Cái này bao nhiêu? Hoa vải. Để đó chị mấy đồ chơi. Rồi lấy đi, đỡ đây. Rồi cái này nữa. Mai mấy cái đồ để mà đựng mứt bánh kẹo rồi đó, cái hộp đó. Đồng hồ, móc treo, binh, dĩa, đồ chơi nè. Đồ chơi xe đua, súng. Súng dữ luôn. Súng này bắn được không? Súng binh hả? Súng bằng binh hả? Súng này chưa có pin. Rồi xe đua, giày dép, toàn là xe với súng. Súng trực thăng này nhiêu cái gì biết. Không thấy giá đâu. Cái này nhiêu cái vậy ta? Để đồng giá 35 mà sao mà. Wow, 165 luôn quý vị. Máy bay 165 lần. Trực thăng. này lúc trước là cái cây xăng, bây giờ là nhưng mà nó mặt bằng của bên chùa Đồng Sơn, bây giờ họ lấy lại để họ để xe ô tô này, xe du lịch 9-50 chỗ rồi để mà du khách đi tham quan chùa. Rồi mấy ngày Tết này cho để tạm bán hàng được mấy ngày Tết thôi, bình thường là để xe. Quá trời người tới mua luôn, ly chén đủ loại, ấm bình chày, cái mẹt. Mấy cái đồ chỗ này người ta bán giá nó rẻ sao bia rồi cô ngồi bán từng cái chậu hoa bằng thọ cả hàng 2 triệu. Bán hoa thức đêm thức hôm, ngồi cả ngày cả đêm thấy cũng cực. Nó có một số chỗ treo võng rồi nằm thì sướng, không có chỗ treo võng rồi nằm rồi ngồi cũng mỏi, có giường xếp rồi nằm nữa nữa. Tối ngủ ngoài đường canh hoa. Nói chung chịu cực mấy ngày Tết, nếu như mà bán ngon rồi có lời thì cũng kiếm tiền mấy ngày Tết cũng được. Còn mà uống rượu quán mà không được thì thấy khổ, thì bỏ công sức tiền bạc bán không có lời là tội, cũng tội tiểu thương. Đường phố giờ này ha, đường phố giờ này là 10 giờ, gần 10 giờ rưỡi rồi này. Mà xe rồi chạy nhộn nhịp, mua bán rồi cũng còn. Mọi khi là ngày thường là 9 giờ là cái thui hết rồi, 9 rưỡi là một số điện máy siêu thị là đóng cửa. Giờ này là đường phố còn sáng rực rỡ, xe rồi chạy đầy đường. Mấy ngày không khí Tết được vui vậy, trước Tết cũng vui, trong Tết qua Tết chứ nó hết vui mất. Năm mới có được mấy ngày như thế này. Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm 1 tuổi. Và tôi cũng già thêm một ít nhân sinh. Thời gian nhiều lúc không để ý tới thì không sao, mà khi mà nhìn lại mới thấy nó trôi nhanh cực kỳ. Thường đa số lúc trẻ mình không có thấy mấy cái điều đó. Lúc trẻ mình chỉ biết sống vì lý tưởng gì đó thôi, mục tiêu gì đó thôi, chứ không nghĩ gì hết. Đến lúc tầm tuổi trung niên rồi bắt đầu nhìn lại mới thấy thời gian nó trôi nhanh thật. Nhiều lúc nhìn mấy đứa nhóc nhớ khi nào còn nằm trên võng đu đưa khóc về mỗi đêm. Rồi cái lần cái nó học mà mẫu giáo, đi nhà trẻ đâu mấy năm vậy, cái lên lớp 1 rồi bắt đầu tự nhiên thấy nó thời gian trôi rất nhanh luôn, mình tự nhiên thấy mấy đứa nhỏ nó lớn vèo vèo, nhưng tụi nó đâu có nhìn thấy đâu, mình nói nó mới biết các bạn. Rồi đó con cứ con nghĩ đi, nhớ khi nào con học còn non. Bây giờ là học tiểu học rồi, trung học rồi, lớn hết rồi, thời gian nhìn lại nó trôi rất là nhanh rồi. Đây đoạn cầu dứa hoa cũng hai bên đường nhiều, nhưng cũng bán được mớ rồi. Bây giờ thấy ít rồi nè, mấy ngày trước thấy hoa quá trời luôn rồi, thì là cũng bán được mớ rồi đó. Hoa cúc bên kia đường thấy cũng còn nhiều quá. Bạn Thọ ở bên xã Vĩnh Phương, gần trạm điện, ngã ba trạm điện, đường nước bàn giao với đường quốc lộ. Bạn Thọ người ta trồng bên đó mấy đám luôn, giờ họ còn nằm ở trên mấy cái đám ruộng nhiều lắm. Bên đó họ bán 15.000 một chậu, nếu mua số lượng lớn thì có thể họ sẽ giảm giá nữa, và số thì họ bán sỉ cho mấy người buôn, số thì họ bán tại vườn, bán được nhiều bán, không được thì bỏ thôi. Và thường em thấy mỗi năm thì bên đó, khu vực của nó thì năm nào cũng thấy bạn họ dư hết đó, dư rồi cũng chắc đóng cũng bỏ nữa, khô héo cũng bỏ thôi. Người nào mà bán được kho mà hết sạch luôn đó thì gọn gàng luôn đó thì cũng may mắn lắm. Mai nữa nè, mấy gốc mai này chắc tầm cỡ triệu 2 triệu. Mai giá cũng này giá cũng rẻ, gốc mà trồng khoảng 4-5 năm đó, thì giá tầm cũng 1-2 triệu rồi. Người ta chăm 4-5 năm trời, nào là thuốc rồi phân nước, tốn nhiều chi phí và công sức. Bán có triệu bạc, 2 triệu bạc thì cũng quá rẻ rồi, đâu có bao nhiêu đâu, nếu như mình tính ra. Này có một con ngựa bán hoa lan đủ loại đó, đẹp. Hoa lan dù sao em thấy nó cũng đẹp ghê, mà giá nó cao quá, chơi không nổi. Với lại chơi lan cũng phải biết cách nữa, chơi lan, chơi mai, chơi đào thì nó cũng phải biết cách chơi. Thôi đến đây em cũng xin tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video nhé. Xin trân trọng kính chào và hẹn lại về ở một video tiếp theo sau.